Em tên Lê Hoàng Lộc, 35 tuổi, nghề nghiệp buôn bán. Nhà bán cháo vịt ở ngoài quận 3, cháo vịt Liên à. Ở quận 3 đường nào em? Đường Nguyễn Thiện Thuật. Đường Nguyễn Thiện Thuật, quán cháo vịt Liên nổi tiếng lắm nha anh. Rồi, anh biết rồi, anh đã tới ăn rồi, dạ. Ăn chung với thầy Minh Nhí. Dạ đúng rồi. Mà em. Dạ, còn em là tên là Trần Thị Ngọc Thủy, hiện đang là MC, diễn viên, năm nay em 34 tuổi. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại Thủy đó. Dạ. Hy vọng là câu chuyện của Thủy sẽ rất là thú vị. Cũng như, dạ. Lâu lâu quá rồi em chưa đoán, em đoán đi. Trong một dịp tình cờ sau khi dẫn chương trình xong thì tối hôm đó Thủy về, Thủy đói bụng và đi vào cái đường Nguyễn Thiện Thuật thì chỗ đó nó bán rất nhiều món ăn. Trời ơi, sao thấy quá vậy? Lại còn một cái quán cháo vịt và ngày hôm đó quán chuẩn bị dọn. Nhân viên về hết, chỉ còn có một thiếu gia bán cháo vịt. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau và té lửa nhau và chiêu và từ đó hai bạn kết nhau và cuối cùng ông cháo vịt này đi cua cô Thủy, đúng không? Hay, trời ơi. Bữa nay á, trời ơi, công nhận vợ chồng son nay 6 năm rồi, lần đầu tiên đoán trúng đó em. Giật mặt luôn vậy. Cũng gần đúng anh. Dạ thì em với chồng em là bạn học với nhau cách đây là 12 năm. Hồi đó học chung lớp 10 với lớp 11. Là lúc đó là biết nhau rồi, nhưng mà sau đó là không có gặp nhau. Rồi 12 năm sau mới gặp lại. Thì vô tình là hôm đó là em đi chụp hình á. Thì tối hôm đó là buồn quá mới nói thôi, tự nhiên thèm ăn cháo vịt quá. Thì hai đứa mới đi tìm trên cái đường đó, thấy đường Nguyễn Thiện Thuật, anh nói hình như là cái quán này nè, mày đi vô đi. Cái vô thì thấy mẹ chồng em đang đứng bán, thì em nói, đúng rồi cái quán này nè. Cái mà bác có thằng Lộc ở đây không bác? Cái này có, nó đang nhậu trên lầu, con kêu không? Dạ thôi đừng kêu nó bác, đừng kêu để con ăn. Xong cái ăn xong về cái xuống cái con kêu Lộc không con? Dạ thôi để con về luôn bác. Cái tự nhiên cái đi ra cái ảnh ngồi trên lầu, anh nhậu, anh ngó xuống thấy anh kêu, ủa Thủy đi đâu vậy? Nó đi ăn cháo vịt lão sơn kêu vậy. Cái rồi cái định về luôn, mà tự nhiên lúc đó cái mình mắc toilet quá, mình đính muốn đi vô toilet, mà mình nghĩ mình đi vô toilet thì ảnh sẽ tưởng là mình đi vô tìm ảnh, ảnh sẽ đi xuống đúng không? Mà bây giờ không đi vô thì không biết đường nào để đi nữa, cái thôi quyết định đi vô luôn. Thì đúng ý với rằng mình nghĩ là mình vừa bước vô là ảnh bước xuống, ảnh chặn đường mình rồi. Nói chuyện xong luôn, nói chuyện một hồi xong cái rồi rủ ngày mai họp lớp nha, ngày mốt họp lớp nha, rồi kiếm cớ gặp mình, add Facebook rồi kết bạn rồi like miết luôn. Cái là mình cũng suy nghĩ. Lúc đó cái cảm giác em sao, thấy bạn này trổ mã trổ giò rồi có đẹp trai không hay dạ là sao? Thì lúc đó là em nhìn thấy chồng em là một người hoàn toàn khác với hồi xưa luôn. Hồi xưa là quậy dữ lắm, rồi lúc đó em thấy là tự nhiên mặc quần tay đen nè, em nhớ luôn là áo thun trắng, rồi mập mập hơn, rồi cái mặt hiền queo, cái đôi mắt cũng hiền queo nên nói chung là cái ấn tượng gặp lại sau 12 năm khá là tốt. Còn Lộc thì sao? Đúng rồi, đó em thấy sao mà em thấy phóng từ trên hơn. Lầu em phóng xuống đẹp hơn. Rồi lúc mà em nói chuyện xong rồi trong đầu em lóe lên cái suy nghĩ gì? Dớp liền vậy? Dớp liền đấy. Rồi em tìm cách nào đó để mà em chinh phục Thủy. Bảo đưa đón luôn. Bảo đưa đón. Đưa Thủy đi học trước về. Rồi chở đi diễn. Bích lịch luôn á, không đi đâu được. Bích lịch luôn. Rồi lúc đó ai ở nhà phụ mẹ bán? Và vẫn bán ở ngoài đó, thì cái rảnh thời gian thì chở đi. Liên tục dập suốt luôn. Mà thời gian kéo dài bao nhiêu lâu thì coi như là em vớt được cô Thủy? 2-3 tháng hả? Cỡ khoảng 3 tháng. Đó là em đã có cảm tình cảm mến anh này chưa? Nói chung là em cũng có thiện cảm, là bởi vì hiền, thương mình, chăm sóc mình, chiều mình, lo lắng cho mình. Nhưng mà anh muốn biết là mỗi lần mà Lộc đưa em về nhà đó thì có tiếp xúc với phụ huynh không? Dạ trời, chồng em là cái người là siêu nịnh luôn. Đặc biệt là nịnh người lớn tuổi, ba mẹ em rất là thương chồng em luôn. Là lần đầu tiên em dắt về chơi, lúc đó là chưa có quen nhau nha, lúc đó là khoảng mùng 3, mùng 4 Tết. Thì vừa vô nhà em chào ba mẹ em, chúc Tết ba mẹ em, xong đi thẳng lên lầu, lên nhà trên, với lên lầu lên nhà trên, rút nhang ra cắm bàn thờ, đốt bàn thờ. Trời, ba mẹ nó càng thích nữa. Em suy nghĩ cái thằng này nó bị khùng, tự nhiên nó vô nhà mình nó đốt nhang bàn thờ. Trời, từ đó giờ đâu có ai làm vậy đâu. Ảnh cũng là người rất là thiệt tâm, thương ba mẹ em, là lễ phép với ba mẹ em, cũng nói chung là rất là dễ thương, là cho nên ba mẹ mình mới thương ảnh. Rồi bao lâu thì em mới tiến tới là cái như đặt vấn đề đặt cưới vấn đề cưới đó. Vấn đề này cho em nói đi. Cái lúc mà chưa cua được em đã đòi cưới em luôn rồi. Ủa là mấy tháng? Dạ thì có 2-3 tháng đó. 2-3 tháng nói là nói chuyện cưới xin như là đã cua được em rồi vậy đó. Lúc đó em nói chuyện với mẹ thì mẹ nói sao? Mẹ không chịu. Sao vậy? Sợ là về không có lo được cho vợ. Chưa có chín chắn. Em có thuyết phục mẹ không hay sao? Dạ có chứ, em làm nư
Nương. Em giả bộ bây giờ không cho cưới là con nhảy lầu. Cái đó mày làm nương. Cái ở nhà trước thì có cái bạt ở đằng trước cái máy hiên. Em nhảy xuống cái bạt cái đùng, đâu có rớt xuống đâu, rớt xuống cái bạt thì nhảy xuống trước chứ mẹ tưởng là nhảy xuống thiệt. Con lương cho cưới. Thôi vậy đó hả? Cho cưới. Mẹ sợ quá. Trời ơi. Trời ơi, em cũng hoảng hồn. Tại vì trước đó khoảng chừng nửa tháng, một tháng là mới mổ dây chằng đầu gối mà nhảy từ trên lầu 1 xuống mình cũng hoảng hồn. Em mới tức quá, ủa em không nghĩ là chồng em lại hành động nông nổi như vậy. Mẹ không cho thì từ từ thuyết phục mẹ. Nhưng mà lúc đó là chỉ có mới 2 tháng quen nhau thôi đó. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó thì bao lâu thì tụi em lấy nhau? Sau đó tụi em chia tay nhau cũng 2 tháng nữa. Sao cái chuyện đó là chia tay? Sao? Dạ chia tay cũng 2-3 tháng nữa đó. Xong rồi quen lại chừng tháng 2 tháng sau cái là mới cưới luôn. Rồi sau khi cưới về có bao nhiêu tật xấu, có cái gì nó lòi ra hay không, có vỡ mộng gì hay không? Dạ sau khi cưới nhau là đối với em nó giống như là từ thiên đường mà xuống địa ngục, nó nhanh lắm. Tại vì lúc mà em được quen chồng em là em được cưng, em được thương, được chiều hết sức luôn. Còn về cưới nhau em cảm thấy trời ơi, sao mà cái cuộc đời mình nó bi kịch dữ vậy, tại sao mình lấy phải một cái người chồng nó kinh khủng dữ vậy. Chồng em là một cái người con rất được cưng, công tử bột, chỉ có ăn chơi thôi, không làm gì hết trơn á. Em về em nấu cơm, em nấu cơm là không có ngồi xuống ăn cơm với em đâu, bới tô ngồi lên ghế ăn vậy, em ngồi dưới đất em ăn, thích về về, thích đi đi, không cần nấu ăn gì hết trơn. Cái em mới tức, em mới nói là lần sau mà tôi nấu mà không về ăn thì tôi sẽ không bao giờ nấu nữa, đúng 12 giờ trưa phải về ăn cơm cho tôi. Em nói vậy, thế là trưa là cũng về ăn cơm. Ăn cơm phải xuống mâm ngồi ăn chứ không ăn trên ngồi trước như vậy. Cái thứ hai nữa là ảnh hay nhậu lắm. Mỗi khi ảnh nhậu về là cái tánh ảnh thay đổi, ảnh không phải là ảnh nóng tánh lắm kìa. Cái lúc đó em mới đi thăm bạn ở bệnh viện về thì về khuya quá, thì lúc đó anh cũng nhậu về, cái mặt ảnh đỏ hết trơn à. Tự nhiên cái ảnh chửi em quá trời luôn, ở đây là đi đâu cũng phải nói, tại sao đi không nói, không có xin phép. Mà em thì thuộc dạng cá tính mạnh, không có thích luồn cưới ai hết. Thế là cãi nhau lớn tiếng với nhau. Thế cái hành động kinh khủng nhất của chồng em đã cảnh cáo trước đó khi giỡn rồi, là chồng em tấn em xuống dưới cầu thang và bóp cổ em. Là lúc đó trong cơn say xỉn thì lúc đó là anh không có kiểm soát được, anh bóp cổ em. Lúc đó em cũng quá thất vọng, em cũng hoàn toàn kiểm soát được cái tâm trí của em rồi, không quá nóng, em buông hết, em thả lỏng luôn, em coi coi chồng em thật sự là có phải chồng em hay không. Xong cái tự nhiên anh thấy ảnh buông, anh thấy mình buông xuôi, tự nhiên anh buông ra, thì lúc đó em quá thất vọng mà em mới khóc. Em mới nói là anh khốn nạn quá rồi, tôi không ở được với anh nữa. Thì ngay trong cái lúc đó là em lên em tấn đồ hết trong hai cái vali, em thảy xuống cầu thang, em quăng hai cái vali xuống cầu thang, kêu sơm chở về liền. Và em xác định là không bao giờ em quay lại nữa. Thì sau đó khoảng 10 ngày thì em ra ngoài em mướn nhà em ở. Sau đó thì khoảng 1 tháng, 2 tháng, 1 tháng mấy thì bắt đầu anh mới gọi điện liên tục. Anh nhắn tin liên tục, anh xin lỗi, nói lỗi này nọ. Em cảm thấy quá nhàm chán những cái điều đó rồi. Và thật sự mà nói nha, cái lúc đó là em cảm thấy là em bỏ anh là một cái gì đó nó nhẹ hết cái lòng em luôn á. Sau đó thì anh cứ quay lại, anh xin lỗi năn nỉ. Em nói là thôi tôi không có thương anh nữa, anh đi kiếm người khác đi, chứ tôi không ở được với anh đâu. Cái anh mới xin lỗi đồ này nọ, rồi mẹ chồng mà gia đình chồng mà gia đình mình cũng nói thêm vô. Cái mình mới suy nghĩ là thôi bây giờ mình phải quyết định, mình vì con mình một lần cuối. Cho nên em quyết định là em quay về để em thay đổi ảnh một lần nữa. Quyết tâm là phải cố gắng một lần nữa. Thì em mới nói với ảnh là bây giờ em không hứa với anh là em sẽ quay lại với anh. Anh muốn em quay lại với anh thì anh phải giúp chính bản thân anh. Anh đừng nói vì con hay vì em nữa, tại em thề thốt nhiều quá rồi. Anh hãy vì chính bản thân anh đi. Bây giờ em nói ảnh là phải đi bác sĩ tâm lý. Thế là đưa ảnh vô bác sĩ tâm lý, tìm được cái bác sĩ giỏi. Thì bác sĩ mới test tâm lý ảnh suốt 3 tiếng đồng hồ vào ngày hôm sau. Thì mới biết ảnh bị cái vấn đề là bị tự kỷ ám thị. Có nghĩa là cái điều gì mà nhiều người nói với ảnh hay là chỉ nói một lần thôi, mà cái điều nó thiên về cái điều tiêu cực thì ảnh sẽ nghĩ đó là ảnh. Thì bây giờ mình sẽ, mỗi khi mình nói chuyện với ảnh thì mình phải nói ngược lại, thiên về cái điều tích cực. Thì từ từ mình sẽ thay đổi ảnh. Và uống thuốc liên tục trong 9-10 tháng anh hả? Liên tục 9-10 tháng và thay đổi thuốc nhiều lần để thay đổi cái thần kinh, khiến cho ảnh ngủ nhiều, ảnh ổn định thần kinh. Và cái điều quan trọng là ảnh phải không được uống bia. Cho nên em tuyệt đối không cho ảnh đi nhậu. Em là một người rất là may mắn vì chồng em đã thay đổi được. Bây giờ nhưng mà bây giờ là anh thay đổi rồi. Dạ đúng giờ rồi. Chồng anh thay đổi rồi. Anh thay đổi được. Và anh bỏ hết mọi thứ để mà anh xây dựng gia đình. Cái gì cũng nghĩ đến vợ con, cái gì cũng vợ con đầu tiên. Mà bây giờ bé nó mấy tuổi rồi cơ? Dạ cái bé đó, bé lớn thì bây giờ là 4 tuổi rồi đó. Là bé đó là ảnh cái động lực để mà ảnh quyết tâm là ảnh thay đổi. Ảnh rất là thương con ảnh. Dạ. Rồi bây giờ bé nhì là mấy?
Dạ bé nhỏ thì mới khoảng hơn 10 tháng. Vậy đó hả? Dạ. Trời, chúc mừng em. Nhưng mà bây giờ là còn làm biếng không? Em kể chị nghe, nó là một cái quá trình nó vất vả với em lắm. Cứ về hứa với em là mở quán bún vịt, mở chi nhánh bún vịt, làm ăn lo gia đình. Trời, mình nghe em cũng hào hứng lắm. Về không thấy mở quán gì hết, im re mỗi lần kêu mở quán. Từ từ rồi em nói phải mở đi chứ, trời ơi có con rồi, bao nhiêu thứ tiền phải lo, sự tạo dựng sự nghiệp đâu thể nào dựa dẫm vào mẹ. Không lẽ bây giờ suốt ngày đi ra quán hả? Bây giờ nói tóm lại là hiện giờ đang làm gì? Dạ thì bán bún vịt, nói chung là biết làm rồi đúng không? Bây giờ là đúng không? Em đã từng mở một chi nhánh rồi, nhưng mà lúc em có bầu cái đường nó vắng quá cho nên em dẹp rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ là có. Bây giờ vẫn phụ mẹ bán. Bây giờ chuyển qua cái này nè. Đó. Có tật xấu gì không? Nói nhiều. Nói nhiều em đúng nói rồi nhiều đó lắm. Chị đồng ý với em nãy, nói nhiều quá. Nói nhiều, một mình hay em. Cầm ràm. Ừ đó, cầm ràm. Rồi thêm một cái nữa là đi ra ngoài đường người ta đụng xe hay quẹt xe gì đó, nhảy vô, đòi can rồi chửi người ta trùm lum hết. Ê, chửi nào? Không, cái đó tốt. Giống như đòi nữ hiệp sĩ vậy đó. Đó, được, cái đó hai vợ chồng ta cãi lộn xong rồi quay qua giục chiếc xe cái đòi để thắng thắng lại, em chửi ông này lại, em vính ông luôn. Không, cái đó đâu phải. Em về mà em tức. Dễ sợ lắm, muốn vòng xe ra ghê luôn. Em tức. Ông để cho em xử ông đó, em chửi ông đó. Đàn ông gì mà kỳ, quýnh vợ. Rồi tận gì nè. Chỉ vậy thôi, giờ em hoàn hảo hết nè. Chứ em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Bớt nói nhiều. Chỉ có bớt nói nhiều thôi, phải không? Nó còn thấy sao? Là em có mong muốn bây giờ Lộc thay đổi điều gì không nè? Dạ mong muốn thì em muốn là chồng em bớt nói với mọi người là em nói nhiều đi. Tại vì thực tế là hai anh chị không biết ảnh nói nhiều lắm. Ở đây là mọi người chưa có ra đúng đài của ảnh thôi, chứ ảnh làm siêu nói nhiều, là ảnh nói đến cái cơn của ảnh rồi á, là ảnh nói không cho ai nói luôn. Người ta vừa nói vô là ảnh kê tủ vô miệng người ta, anh không cho người ta nói. Đó, nên là bây giờ cái mong muốn của em chỉ có như vậy thôi đúng không? Dạ còn, dạ còn nữa. Em muốn là chồng em là suy nghĩ cái gì cũng chín chắn hơn, rồi cũng lo tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình. Còn nói chung là ảnh rất là thương vợ thương con. Nói nghe nè. Thực sự hồi nãy giờ á, ngồi nghe cái chuyện vợ chồng em á, chị đúng chị cảm nhận giống như em á. Có nghĩa là chồng em là một người bản chất rất là tốt luôn. Dạ. Rất là hiền luôn. Vợ em là người đã khai quật được cái điều đó lên rồi. Có nghĩa là em trở lại đúng với con người thật, cái bản ngã thật của em. Vợ em là người đã giống như là đồng cam cộng khổ với em từ những ngày đầu. Vợ chồng coi như là đã tìm được nhau rồi thì đừng bao giờ để mất nhau nữa. Chị chỉ mong vậy thôi. Cảm ơn anh chị. Và nhân hôm nay Lộc có muốn chia sẻ điều gì hay muốn nói điều gì với Thủy hay không? Đã. Xin cảm ơn vợ em đã động viên rồi thay đổi em. Anh cảm ơn em. Và anh cũng mong rằng là hai em mãi mãi hạnh phúc như thế này. Và đặc biệt rằng là phải ra chi nhánh mới nha. Cảm ơn hai em. Em cảm ơn chị.